Rồi, xin chào chị ha. Nay em có cây cát báo đốm. Cây này hoa siêu thơm và cánh siêu dày lâu tàn đấy chị. Cây này rất là dễ trồng. Nay nở hoa quay cho mọi người ngắm hoa, và chị nào muốn sưu tầm thì mình tham khảo sưu tầm, đang có hoa sưu tầm cho nó dễ ha. Cánh như nhựa nha chị, cánh cực kỳ dày. Rồi, chậu này thì đang đi hai hướng, gồm có 2, 4, 6, 8, 9 thân ha. Hàng để trồng thần, sánh, trồng than nè. Về chị chăm rất là khỏe. Rồi, chậu này bán giá là 240 bao ship nhanh toàn quốc nha. Cây đang hoa, mình mua cho nó chuẩn ha. Anh chị nào muốn sưu tầm thì tham khảo mình mua nha. Chậu đã thân khỏe mạnh rồi. Cái này và tách ra được khoảng 3 chậu nha anh chị. Cắt ngay đây nè, một hướng bên này riêng nè, ở giữa đây mình cắt riêng ra nữa. Bên khúc bên này mình cắt làm 2 hoặc đến 3 chậu nha, 2 đến 3 hướng. Rồi, anh chị nào muốn sưu tầm thì liên hệ nha. Cảm ơn cái gì rất là nhiều ạ.